Nay đi làm mà sẽ bị lụng xăm. Không có kích, dùng cây dài để kích lên để đá kê để tháo bánh xe. Nay đi tượng không biết sao, không có phòng kích, không mang theo. Chúng em đi xe là nhớ có đồ gì nhớ để phòng đầy đủ nha, không như mình đây thì mệt lắm. Không có kích, nếu ít người thì không làm được. May hôm nay đi chuyển cây mì mà có nhiều người cho người kích lên để tháo bánh. Tháo được bánh ra rồi, giờ từ từ nhả xem là có chắc là để nó giữ nguyên đấy. Thôi đi bá xăm về đến, tranh thủ ăn miếng rồi lắp vào rồi đi làm tiếp. Đói bụng rồi. Sáng có làm được một chuyến xong, đến giờ chưa đói rồi. Ăn xong bắt đầu lắp. Tranh thủ lắp xong đi chén tiếp cây mì. Bắt đầu đi bốc. Không đi nổi này. Mới có bốc được ít mà xe đã đi không được. Đất cát này đi khó lắm nhờ các bạn. Bấy dùng hết xe. Kiểu lại vừa cắt ngang qua luống nữa, rất khó đi nha. Đánh luống là sao đó. Xin chào tất cả các bạn đang xem video và hẹn gặp các bạn video tiếp theo.